Số ca tử vong do COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngày 3 tháng 10, số ca tử vong do COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 93 người, giảm 247 ca so với ngày đỉnh điểm. Ngày 22 tháng 8 có 340 người tử vong. Chiều ngày 4 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Đến 18 giờ ngày 3 tháng 10, có 398.056 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, bao gồm 397.560 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 496 trường hợp nhập cảnh. Thành phố đang điều trị 27.060 bệnh nhân, trong đó 2.610 trẻ em dưới 16 tuổi, 724 bệnh nhân nặng đang thở máy. Trong ngày 3 tháng 10, có 1.449 bệnh nhân nhập viện, 2.743 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện từ ngày 1 tháng 10 đến nay là 216.856 người, 93 trường hợp tử vong trong ngày. Tổng số tử vong từ ngày 1 tháng 1 đến nay là 15.241 người. Từ 18 giờ ngày 2 tháng 10 đến 18 giờ ngày 3 tháng 10, thành phố đã lấy 102.760 mẫu, xét nghiệm nhanh kháng nguyên 100.008 mẫu. Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 3 tháng 10 là 11.314.301. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.947.437, mũi 2 là 4.366.864. Trong ngày 4 tháng 10, Trung tâm An sinh đã tiếp nhận các mặt hàng nhu yếu phẩm như trà mật ong, gạo do các đơn vị tài trợ trị giá hơn 859 triệu đồng. Một phần gạo trị giá 140 triệu đồng được phân phối đến công nhân môi trường đô thị, số còn lại nhập kho đóng gói chờ phân phối. Từ ngày 15 tháng 8 đến 4 tháng 10, tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, thành phố Thủ Đức là 2.014.160 túi.